wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody, nobody. Took one hit of you, now I'm addicted. You never know what's missing till you get it, then you need it. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever loved me until you loved me. Feels like nobody ever touched me until you touched me. Baby, nobody.
trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Dừng đây thôi.
hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về buồn, chờ yêu thương về qua bên sông. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Nghe gió đưa ru bụi tre,
chim liếu lo chuyện cành liều, ngô lúa sai hoàng mì nhiều. Nè bằng lòng đi em quà cưới anh nhiều. Của chú rể đại diện cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu đến nhà gái cũng như là giới thiệu thành phần đoàn hôm nay ạ. Mời bác Nhâm ạ. Các ông các bà, cô dì chú bác và toàn thể anh chị em đại diện cho họ nội họ ngoại của bên họ nhà gái, hôm nay chúng tôi là bên họ nhà trai tới gia đình nhà ta, thành phần gồm đầy đủ của các ông các bà đại diện cho họ tộc, đại diện cho bên nội bên ngoại của họ nhà trai, có cô dì chú bác và toàn thể anh chị em của cháu Tú có mặt trong buổi lễ hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho phái đoàn của bên họ nhà trai gửi tới các cụ, các ông các bà và các thành viên của họ nhà gái có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay lời chào trân trọng nhất và kính chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị có mặt trong buổi lễ hôm nay. Gặp gỡ nhau, tìm hiểu nhau và có nguyện vọng muốn về chung sống với nhau dưới một mái nhà. Hai cháu đã trình bày nguyện vọng của mình với hai gia đình, với bố mẹ các cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi đại diện cho họ nhà trai, đại diện cho dòng họ, đại diện cho ông bà Hoành Mạnh có mang tới gia đình họ nhà gái gồm có 9 cái lễ. Thế thì về phía nhà trai rất mong là gia đình họ nhà gái chấp thuận những cái lễ vật của bên họ nhà trai chúng tôi mang sang và để tiến tới xây dựng hạnh phúc cho các cháu. Không biết nói gì hơn trong buổi lễ ngày hôm nay, một lần nữa xin kính chúc sức khỏe của các cụ ông các bà và xin chúc phúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các ông các bà, thưa các anh các chị cùng các cháu nam nữ thanh niên, thì hôm nay là ngày 29 tháng 9 2023, thì được sự đồng ý cũng như là thống nhất giữa hai gia đình thì cũng xin chân thành hay là cảm ơn đại diện của bên gọi nhà trai đã sang bên gia đình chúng tôi là hai bên thống nhất làm những cái thủ tục cần thiết. Trong qua một thời gian thì các cháu Tú và cháu Lan qua thời gian tìm hiểu cho đến cái giai đoạn này, ngày và giờ hôm nay là cái ngày giờ đẹp. Đấy, thì gia đình gọi nhà trai cũng đã, bác đại diện cũng đã có ý kiến. Thì về phía đại diện họ nhà gái chúng tôi thì trước hết là cũng xin chân thành cảm ơn họ nhà trai, và cũng nhất trí, tức là trên cái tinh thần, tức là cái quan điểm về cái
thủ tục mà hai bên gia đình đã có bàn luận với nhau. Thế thì hôm nay thì qua cái quá trình các cháu đã tìm hiểu cái sự việc, tức là phải nói là cho đến giờ phút này, qua cái sự hiện diện của các cái đại diện của bên họ nhà trai, thì bản thân gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng cảm thấy rất là xúc động, và cũng xin tức là chân thành cảm ơn chúc đại diện họ nhà trai chúng ta tức là có đầy đủ sức khỏe đấy, và cũng xin chúc phúc cho các bác mọi sự như ý, chúc cho hai cháu tức là sang một cái sang trang mới, tức là thành một tổ ấm gia đình trăm năm hạnh phúc, đầu bạc trăm năm. Tôi xin hết. Thủ tục một chương trình nghị sự thế thì cũng được sự ủy quyền thì xin mời hai bà mẹ, hai bà thông gia mới sẽ đứng lên để giao nhân lễ vật để cho các đồng chí nghệ sĩ nhiếp ảnh và làm nhiệm vụ. Thì gia đình họ nhà gái có những vấn đề gì cần trao đổi thì chúng ta cứ chân thành trao đổi, để cho chúng ta nguyện vọng cuối cùng là làm sao mà chúng ta tiến hành tổ chức những cái nghi lễ cho các cháu nó được trọn vẹn nhất. Thế thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, trẻ nhà ai có ông dễ quý, trẻ nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, mùa thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi.
đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được mọi ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, trẻ nhà ai có ông dễ quý, trẻ nhà ai có cô dâu hiền, ô ngô thấy có con lợn quay, soi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi, em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi, em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca.
người người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúng chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Các cháu thì về phía tôi đại diện cho họ nhà gái thì không biết nói gì hơn đấy, nên là cũng xin từ tấm lòng chân thành cảm ơn đại diện họ nhà trai đấy, thì cũng như là cái lời phát biểu của các bác họ nhà trai ở bên họ nhà gái thì về phía gia đình chúng tôi thì lúc nào cũng là đồng lòng đúng không ạ, cũng hy vọng và mong muốn làm sao đó cho các cháu nó cuộc sống nó sẽ thuận buồm xuôi gió. Đó, gia đình hai bên chúng ta thì cũng đại diện họ nhà gái cũng xin tức là họ nhà trai chúng tôi đã gả đó sao cháu gái cho công hòa bên này bên đại diện, thế cũng hy vọng là công hòa thôi thì các cháu bây giờ cái thời đại nó mới có dù gì chăng nữa thì cái ăn lúc có à, kính thưa các cô các ông các bà các vị khách quý đại diện cho quan viên của bốn họ có mặt trong cái buổi lễ hôm nay, cảm ơn các cô các ông các bà và các thành viên của bên họ nhà gái đã rất đón tiếp chúng tôi hết sức chu đáo chân thành, bây giờ lại đưa cháu về tới gia đình của nhà cha chúng tôi để cho cháu bây giờ Hương Giang được làm con dâu của ông bà Oanh Mạnh và làm thành viên của họ Vũ nhà chúng tôi. Cũng mặt khác tại buổi lễ hôm nay thì tôi cũng thay mặt cho ông bà Oanh Mạnh và dòng họ bên họ nhà trai xin gửi gắm cháu Xuân Tú về để làm rể của ông bà Hưng và bà Hưng
gian cùng với các cụ các ông các bà như ở nhà gái. Thế thì cũng xin thưa với các cụ các ông các bà là trải qua một cái quá trình tìm hiểu, đã được phép của chính quyền địa phương, được phép của hai gia đình, thì các cháu là đã báo cáo và xin phép hai gia đình, hai dòng họ. Hôm nay hai gia đình chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Thế thì thay mặt cho họ Vũ và thay mặt cho ông bà Quán Mạnh xin công nhận và xin chấp nhận cháu Hương Giang về làm con dâu của ông bà Hương Mạnh Quán Mạnh và làm thành viên của họ Vũ chúng tôi. Đấy, thế và chúng tôi cũng có nguyện vọng là đắm cháu Xuân Tú về làm con rể của bà Hưng và bà Kim Anh và họ nhà gái chúng ta. Thế thì không biết nói gì hơn, đến giờ phút này thì các ông các bà họ nhà gái đã quá chu đáo rồi, đã đón tiếp chu đáo tận tình, lại đưa cháu về an toàn cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa thì xin kính chúc sức khỏe các cụ các ông bà nhà gái và xin chân thành cảm ơn, chúc cho thành hôn của chúng ta cho các cháu thành công tốt đẹp và chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ sẽ là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ rể là ai? Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc